Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ dùng xe máy xúc, máy cuốc để xúc đất đá và cát lên xe tải mọi người nhá. Giờ phải cào xung quanh mọi người nào. Ui, mọi người ơi, mình đang cào thế mà cái gì đây mọi người này? Ui ui, cái gì đây? Có một cái dấu hiệu gì đây? Cái gì đây hay là hóa thạch thời tiền sử mọi người ơi? Cái gì đây? Ui, cái gì đây? Ui, cái gì đây? Rất nhiều đồ đồ mọi người ơi. Con gì ở dưới bãi cát đây? Cái gì đây? Ui, đây là một con gì đây? Đây là một con hổ rồi. Mà sao nó bẩn thế này? Mọi người ơi, cho vào xe tải luôn. Đào tiếp xem con dữ có còn gì không nào? Ui, cái gì đây? Ui, mọi người ơi, một chiếc xe. Nhìn sao nó ghê, nó bẩn thế này. Thôi, trôn vào xe tải đã. Đâu rồi? Mọi người ơi, đào tiếp nào. Có còn gì không đây? Ui, rất nhiều, trên đây rất nhiều đồ mọi người ơi. Đây là con cua mọi người ơi. Con cua khổng lồ này. Thua vào xe tải nào. Đào tiếp nào. Có còn gì nữa ơi? Ui, một con gì nữa đây? Mình phát hiện một con gì nữa đây mọi người ơi. Mình phát hiện một con gì này. Wow, một con sư tử mọi người ơi. Một con sư tử nha. Trời ơi, cho vào xe luôn. Ui, mọi người ơi, ở đây mày đào này có cái con gì nữa. Nó nằm đây nhiều thế mọi người nhờ. Ui, cái gì đây? Wow, nó rất là to luôn. Cái gì đây? Ui, một chiếc máy bay mọi người ơi. Nó dơ, nó bẩn lắm mọi người ơi. Cho vào xe tải nào. Xem nào. Cái gì đây? Một chiếc xe. Một giống như chỉ là xe máy xúc của mọi người này. Cho vào đây luôn. Ok, cho vào đây luôn mọi người nhá. Đào tiếp nào, có con gì nữa không nào? Wow, mọi người ơi, một con khủng long. Một con khủng long. Cho vào đây luôn. Có còn con gì nữa không đây? Con gì đây mọi người ơi? Con gì đây mọi người này? Đây là con gì đây? Con mực mọi người ơi. Sao ở đây đang nhiều đồ thế mọi người nhờ? Một chiếc xe ô tô này. Trời ơi, mọi người thích thế. Một chiếc xe ô tô này. Có còn con nào không đây? Một chiếc máy bay mọi người ơi. Thích thế mọi người ơi. Tuyệt vời nhờ. Có còn con nào không đây? Để tôi cài tiếp có còn con nào không đây? Hết rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, có lẽ là mình sẽ di chuyển cái xe này này để đi rửa những cái đồ chơi ở đây mọi người nha. Sau nhiều đồ chơi thế này, bây giờ mình sẽ di chuyển xe để đi rửa đồ chơi thôi. Xe tải đã chở tất cả đồ chơi đào được những dưới cái hố cát này mọi người này. Bây giờ sẽ rửa từng cái một mọi người nha. Đây là cái gì đây? Nó còn bẩn luôn mọi người ơi. Sạch luôn. Rồi, để giờ mình tí lấy tiếp. Đó là chiếc máy bay mọi người nhá. Đây là cái gì nữa đây? Máy bay mọi người ơi. Thật kinh luôn mọi người ơi. Đang còn mới mẻ luôn mọi người này. Rất đẹp luôn. Để đó, tí nữa lạt vào gió luôn. Con gì đây? Con mực. Nó thích nước lắm mọi người này. Nó tắm mát luôn. Lộ này. Đấy, cho vào đây luôn. Cái gì đây? Một chiếc xe mọi người ơi. Sạch tinh luôn mọi người nhá. Rất tuyệt vời luôn. Cho vào đây. Đây, một chiếc xe đi đây. Một chiếc xe ô tô. Rửa sạch luôn mọi người này. Sạch tinh luôn. Gì đây? Một con cua. Rửa sạch luôn. Rửa sạch luôn. Gì đây? Một con hổ.
Wow, wow, cho tắm mát luôn. Wow, gì đây? Một con sư tử. Wow. Anh tin luôn mọi người nhá. Wow, một con sư tử. Chi? Gì đây? Một con khủng long. Rửa sạch luôn. Rửa sạch luôn. Wow. Cái gì đây? Một chiếc xe. Chiu. Tin luôn mọi người này. Chiu. Cái gì đây? Đây là chiếc xe tải đã chở những các món đồ chơi, xe tải rồi các quân vật mọi người ơi. Rửa sạch luôn. Bây giờ ta sẽ lặt những cái con này lên xe tải mọi người nhá. Trời, máy bay này. Thích không? Con sư tử mọi người này. Còn có gì nữa không đây? Một chiếc xe. Một chiếc xe. Cho vào đây. Có gì đây? Con này là con cua. Ui giời, cho vào đây luôn. Đây. Gì đây? Một chiếc ô tô. Sạch tinh luôn. Ai, con gì nữa không ạ? Một chiếc xe thể thao. Địa hình mọi người ơi. Xe đua nhá. Xe thể thao địa hình này. Đây, mọi người thấy chưa? Đấy, mình đã làm rất là nhiều đồ chơi. Bây giờ xe tải sẽ di chuyển để cất đồ chơi thôi. Thôi, xin chào tất cả các bạn nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tiếp cho chúng mình nhá. Ta đi đây. Wee.